Xin chào các anh em của Game Là Dễ, nơi game dễ nhưng vẫn thua game. Với tiêu chí đề ra, cà khịa một chút để vui, cà khịa nhiều chút thì vui một mình. Thế nên là mấy ông đang xem video đừng có quan trọng hóa vấn đề lên nhá. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tới một đế chế hùng mạnh, nơi kỹ năng đặt lên hàng đầu, nơi sống thật dai để cuối cùng trở thành huyền thoại, và một trong những game FPS có lượng cộng đồng game thủ lớn nhất hiện nay, Free Fire. Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của con người, từ loài vượn cổ nhỏ bé để tiến hóa trở thành có vóc dáng như hiện giờ, phải trải qua hàng triệu, hàng tỷ năm để có thể tìm ra nguyên lý đưa máy bay áp dụng vào đời sống, phải mất rất nhiều đời người để nghiên cứu và cho chúng ta kết quả như ngày hôm nay. Đơn giản hơn một chút, để có thể yêu được một cô gái mà bạn thích, phải trải qua vô vàn thử thách mới tới được đích đến là chiếm được trái tim nàng. Và để trở thành một streamer có 1 triệu người theo dõi trên Facebook thì càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ấy thế mà một người được cộng đồng Free Fire yêu mến đặt cho cái tên Trung Đoàn Trưởng lại có thể làm được điều đó chỉ sau 8 tháng bắt đầu. Bác Gấu Gaming. Cái tên Bác Gấu Gaming không còn quá xa lạ với cộng đồng Free Fire nữa. Bác Gấu Gaming tên thật là Phạm Trung Vàng, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1990, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Phan Giang, là một người đàn ông với lối sống giản dị và khiêm tốn. Từng là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam nên được rèn giũa về kỷ cương lẫn lối sống của nhà binh. Trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình, Bác Gấu bắt tay xây dựng sự nghiệp với nhiều nghề khác nhau. Khi công việc đã phần nào ổn định thì cũng từ đây cơ duyên của Bác và Free Fire bắt đầu. Đây cũng là lúc cộng đồng Free Fire sản sinh ra một pro player Việt Nam. Bác Gấu nhanh chóng chiếm lấy vị trí top 1 server của Free Fire và dần dần có chỗ đứng trong cộng đồng của mình cũng như trong trái tim của người hâm mộ. Luôn cố gắng sáng tạo những nội dung mới, hướng dẫn những người chơi có ít kinh nghiệm khi chơi game, tập luyện không ngừng để trở thành người sử dụng shotgun thành thục bậc nhất. Bác Gấu Gaming dần dần chiếm được lòng yêu mến của viewer cũng như từ nhà phát hành game. Sau một quá trình phát triển không ngừng nghỉ, kênh YouTube của Bác đã đạt gần 700.000 người đăng ký. Một điều đáng kinh ngạc hơn nữa là mới đây, vào ngày 13 tháng 7, fanpage Bác Gấu Gaming đạt mốc 1 triệu người theo dõi. Đây quả là một kết quả đầy mơ ước với bất kỳ streamer hay YouTuber nào. Một cột mốc khá ấn tượng khi Bác Gấu chỉ mất 8 tháng để xây dựng một cộng đồng fan lớn mạnh như vậy. Vậy, điều gì đã khiến cộng đồng yêu mến Trung Đoàn Trưởng của chúng ta tới vậy? Hàng ngày, Bác Gấu đều dành ra hơn 8 tiếng đồng hồ để livestream, giao lưu với người hâm mộ, hoặc có khi là hơn vậy. Với khoảng thời gian này, Bác Gấu thoải mái tâm sự cùng viewer, giải bày những nỗi niềm trong cuộc sống, phân tích lối chơi, cách di chuyển, hay đơn giản là các trick game để người xem, người chơi có thể áp dụng vào mỗi trận đấu một cách dễ dàng lấy top 1. Khác với các streamer khác, Bác Gấu là một người giản dị với chiếc ghế đầu ngồi livestream, chứ không phải ghế gaming như bà streamer khác. Đây là một chiếc ghế gỗ đơn thuần mà do chính người cha của Bác tặng cho, không mất đi phong thái, Bác Gấu từng chia sẻ. Đây là chiếc ghế bố tôi tặng, tôi trân trọng nó và nó giúp tôi thoải mái hơn trong những buổi livestream hàng ngày. Có những ngày tháng live với tần suất lớn và liên tục trong 16 tiếng đồng hồ, Bác Gấu dường như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng chiều lòng người hâm mộ. Để đáp lại điều đó thì người hâm mộ luôn chờ đón những buổi livestream của Bác, chờ đón người Trung Đoàn Trưởng đầy kiến thức chia sẻ tới người xem. Vất vả là vậy, nhưng kênh YouTube của Bác ngày ngày vẫn đều đặn 1-2 video về những buổi livestream, những reaction về kỹ năng của các YouTuber, những vlog trải nghiệm cuộc sống thực tế hoặc chỉ đơn giản là những câu chuyện nhỏ quanh đời sống hàng ngày. Là một thành viên trụ cội của team WAZ, Bác Gấu còn được biết đến là người có khả năng sử dụng súng shotgun một cách thuần thục và khiến nhiều đối thủ phải khiếp sợ mỗi khi đối đầu. Phạm Trung Vàng không còn chỉ biết đến với vai trò một người chơi game giỏi mà còn là một người có khiếu ca hát, lẫn đó là cả đóng phim rất nhập vai. Chị Tấn, con gì thế này? Trong mỗi buổi livestream chia sẻ kinh nghiệm chơi game, caster những giải đấu của mình, Bác Gấu còn tư vấn làm sao để tán gái, auto rụng một số thứ mà tôi không thể tiện nói ra. Gái auto rụng trứng. Mặc dù tự cho bản thân rằng chưa phải là người đẹp trai, nhưng sau đó lại nhận mình đẹp trai. Đẹp trai mà còn bằng ngày rồi. Tôi năm nay hơn 20 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp như thế này. Một trong những điểm được coi là đặc sản của Bác Gấu Gaming, buồn cười thì sẽ bật cười.
Không buồn cười cũng sẽ bật cười. Không nói gì cũng sẽ bật cười. Hoặc là tự cười khỏi cần bật. Cũng như một số YouTuber hay game thủ chuyên nghiệp khác, WAZ Bác Gấu được coi là người truyền cảm hứng tới cộng đồng game thủ Free Fire, là người có cái nhìn đánh giá khách quan về cách bắn, cách di chuyển, là người hướng dẫn những trick game để người xem, người chơi luôn có thể từ đó áp dụng vào những trận đấu của mình giành được top 1 một cách dễ dàng nhất. Chia sẻ về lối sống, gia đình và những chuyến đi thực tế để có thể mang lại cho người xem về đời sống của một YouTuber, streamer sau những giờ livestream trực tuyến. Tài năng và những cống hiến của Bác Gấu không thể phủ nhận cho làng game Free Fire. Hy vọng trong tương lai, Bác Gấu sẽ trở thành một người đẹp trai, phong độ, bản lĩnh, tài tư duy, chỉ huy, chiến lược, con tim top. Còn bây giờ thì vẫn chưa. Đùa một chút cho vui vậy thôi. Hy vọng trong tương lai, Bác Gấu luôn là người anh cả, người đồng đội và là một trung đoàn trưởng dẫn dắt những người chơi đạt tới cánh cửa vinh quang của Free Fire. Video của bọn mình cũng dừng lại tại đây. Các bạn thấy sao về video này? Muốn tìm hiểu về streamer hay YouTuber nào? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới và hấp dẫn nhất của bọn mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập review game thủ của Game Là Dễ tiếp theo.